Mỗi giờ học đều thật căng thẳng với những câu mệnh lệnh từ mẹ. Viết nét bé thôi. Tại sao lại không viết? Mỏi tay ngồi nghỉ 5 phút viết tiếp. Chẳng có mẹ con gì cả. Bố bảo con đi ra ngoài rửa mặt xong vào học tiếp. Đi đâu? Con không thích rửa mặt nhưng mà bởi vì con không tỉnh táo. Nào bây giờ chỉ có hai bố con mình học thôi. Con có ra uống nước đâu, con ra con bảo bài này khó quá con không làm được. Con không học con cứ ngủ đi, không học đâu. Đi xuống rửa mặt mũi nhanh lên. Xin chào các bậc cha mẹ. Bạn có đang ngồi kè kè cạnh con để học cùng hay không? Và bạn có đang thêm một cái công việc vào buổi tối, đấy là ngồi cùng con học bài, hay mình nói một cách khác gọi là nói sang mồm, thì đấy chính là đồng hành cùng con mỗi một buổi tối. Sự thật là những đứa trẻ có thật sự cần bố cần mẹ ngồi kè kè học cùng con hay không? Và nếu như bạn đang ngồi kè kè học cùng con thì điều đấy có thực sự tốt cho con của bạn hay không? Khi con bạn mầm non thì hầu như bạn được giải phóng mình, nhưng khi con bạn bắt đầu bước vào lớp 1, thậm chí là bắt đầu học chữ, thì bạn bắt đầu cảm thấy bận mọn hơn, bạn bắt đầu cảm thấy căng thẳng hơn, bạn bắt đầu cảm thấy mệt mỏi hơn, và bạn bắt đầu cảm thấy áp lực hơn rất nhiều khi mà bạn ra sức ngồi kè kè học cùng con. Nếu như bạn mà đang làm như vậy là bạn đang hại con mình đấy, bạn đang thật sự hại con mình đấy.